Trong phóng sự về minh bạch thị trường bảo hiểm kỳ trước, chúng tôi đã chỉ rõ thực trạng và nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng niềm tin sâu rộng nhất của ngành bảo hiểm nhân thọ hiện nay. Từ một giải pháp hiệu quả đúng với nhu cầu của nhóm khách hàng quan tâm tài chính đã trở thành điểm nóng, gây ảnh hưởng niềm tin của nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ. Đã đến lúc cần nghiêm túc xem xét vấn đề này để những giá trị cốt lõi nhân văn của bảo hiểm nhân thọ không bị ảnh hưởng bởi những đối tượng cố tình vi phạm để trục lợi. Vấn đề đặt ra lúc này là cơ quan quản lý như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và đặc biệt là các doanh nghiệp bảo hiểm cần có biện pháp siết chặt quản lý, lấy lại niềm tin của khách hàng từ việc xây dựng lại các giải pháp kinh doanh minh bạch. Bảo hiểm nhân thọ là một ngành của niềm tin và chúng ta thực hiện và đáp ứng lại cái niềm tin của khách hàng bằng cái chất lượng tư vấn bán hàng, chất lượng chi trả bảo hiểm công bằng và minh bạch. Vì vậy, tất cả những cái diễn biến vừa rồi đã thể hiện cái lòng tin của khách hàng bị lung lay và đó là một trong những cái trăn trở lớn nhất. Và với tư cách là những người làm nghề thì chúng tôi buộc phải quay lại cái cơ bản nhất cái vấn đề là làm sao lấy lại lòng tin của khách hàng thông qua việc cải thiện tư vấn bán hàng và cách tiếp cận bán hàng cho khách hàng. Với mục tiêu kinh doanh nhân văn của bảo hiểm nhân thọ thì các doanh nghiệp đều phải có trách nhiệm xây dựng các giải pháp minh bạch trong quản lý giám sát. Việc nhắc nhở không chưa đủ, việc đào tạo huấn luyện không cũng chưa đủ, mà nó phải đi kèm theo những cái một cái quy trình giám sát, gọi lại khách hàng qua kênh bán ca 100% trước thời hạn cân nhắc để kiểm tra chất lượng bán hàng và để xem khách hàng có bị ép mua hay không. Sau đó chúng ta cũng xem lại các data dữ liệu của khách hàng gọi vào trung tâm chăm sóc khách hàng để xem khách hàng của chúng ta nói gì. Từ đó giúp chúng ta phát hiện những sai phạm, xem ra những khiếu đầu khách hàng xuất phát từ đâu, đưa ra một cái chương trình để khách hàng mua hàng ứng danh. Chúng tôi sẽ gửi một đội ngũ nhân viên giả định như để làm một cái cuộc mua bán và kiểm tra xem tư vấn viên có làm đúng quy trình hay không. Câu chuyện khủng hoảng niềm tin nó cũng sẽ tác động đến đại bộ phận tư vấn viên bảo hiểm. Nhưng mà đối với những tư vấn viên bảo hiểm làm việc có tâm, nó cũng lại mở ra một cái cơ hội mới, tức là khách hàng người ta sẽ tìm đến những cái người tư vấn viên bảo hiểm mà nó nghiêm túc và đặt khách hàng làm trọng tâm. Ngoài cái việc là đẩy mạnh cái tuyên truyền về pháp luật về bảo hiểm thì chúng tôi cũng đã yêu cầu là Hiệp hội Bảo hiểm và các doanh nghiệp bảo hiểm phải phối hợp để xây dựng một cái chương trình tuyên truyền tổng thể những cái nội dung trong cái hợp đồng bảo hiểm, rồi những cái quy định, những cái nội dung mà dễ gây nhầm lẫn cho khách hàng, việc mà khách hàng cần phải làm trong cái trường hợp mà xảy ra tranh chấp để khách hàng có cái quyết định đúng đắn hơn khi mà tham gia những cái sản phẩm bảo hiểm. Prudential Việt Nam cũng là doanh nghiệp đầu tiên ra mắt bộ hợp đồng bảo hiểm mới gói gọn trong 8 trang, giúp khách hàng dễ hiểu và dễ truy vấn những thông tin quan trọng bằng việc quét mã QR để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia bảo hiểm ngay trên bản hợp đồng này. Trong các bản hợp đồng cũ, những cái thuật ngữ đã được trình bày một cách khó hiểu. Trong thời gian tư vấn thì có thể nhân viên tư vấn đã tư vấn rồi, nghe, hiểu ngay tại đó. Nhưng mà khi về và trong một thời gian dài thì người ta sẽ quên cái bộ hợp đồng mới, dùng những thuật ngữ dễ hiểu hơn, tập trung vào cái vấn đề cơ bản nhất của khách hàng là quyền lợi của chúng tôi là cái gì và nghĩa vụ của chúng tôi là cái gì và mọi thứ nên chỉ trong một trang đó thôi, thay vì phải lật ra nhiều trang để xem. Hợp đồng dễ hiểu dễ nhớ, quy trình giám sát chặt chẽ, tư vấn trung thực tận tâm, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, bán đúng sản phẩm cho đúng đối tượng. Với những hành lang pháp lý ngày một hoàn thiện, sự vào cuộc của cơ quan quản lý chuyên ngành sẽ giải quyết được nhiều bất cập trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm cần sự minh bạch và nâng cao chất lượng vì quyền và lợi ích cao nhất của khách hàng.